Thân sủng tiến hóa chấp 325. Hi hi, chiêu này gọi là thiên kiếp lôi lạc. Không phải ngươi ngày ngày bắt cá sao? Lực sát thương lần này vậy mà thăng cấp lên nhiều như vậy, trực tiếp đem thần nhiệt thương thế độ vừa, đánh thánh thương thế độ nặng. Bí mật, bắt đầu từ hôm nay ta không còn là một con cá mặn nữa. Được thôi, ta không miễn cưỡng nói với ngươi nữa, tên này lại có bí mật với mình rồi. Nhưng mà trong thành lũy này tiểu boss của cửa đầu tiên lại khó đối phó như vậy, đại ma vương phía sau lẽ nào là cấp thần? Nhưng mà trong thành lũy ta không có cảm giác được ma tộc thâm uyên, thần nhiệt này có lẽ chủ nhân của thành lũy rồi. Hắn chính là chủ nhân của thành lũy. Một thành lũy lớn như vậy có nhiều phòng như vậy, nó sống ở đại sảnh sao? Tư duy của thần nhiệt không giống với người bình thường, bọn nó sẽ không thần phục bất cứ tồn tại nào. Thậm chí bình thường đều sống ở dã ngoại, con này có thể sống ở trong thành lũy đã là có chút không bình thường rồi. Quả nhiên là đầu óc không bình thường. Cao Bằng, mảnh vỡ của thần khí ở phía dưới, ở đây còn có tầng hầm. Ở đây có tầng hầm, ngươi tìm xem thử. Ngươi bị điên rồi, sao lại trực tiếp nói cho hắn? Tên này không đơn giản, cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chưa chắc, ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn đúng không? Hừ, sao có thể chứ, chúng ta ít nhất là 50 trên 50. Trước mắt thân thể này chỉ là một bộ phân thân của cơ giới Minh Vương mà thôi. 50 trên 50 với phân thân, bản thể càng không thể nào đối phó được. Có cách rồi. Lối vào nằm ở đây. Khụ khụ, mọi người đều tìm đi, xem thử có thứ gì tốt hay không. Có rất nhiều quặng sắt quý giá, ta có thể dùng nó để hồi phục thương thế. Không thành vấn đề, đều cho ngươi. Các ngươi thế nào, có thu hoạch được gì không? Đều là một vài tài liệu thực tế cao cấp thường gặp, số lượng không ít. Hửm. Tìm thấy rồi, chính là nó. Ngược lại gần giống với giếng thần của trước đây. Tên thần khí huyền âm thần tỉnh. Pháp tắc bao hàm pháp tắc của nước 11-4%, pháp tắc âm 10-9%. Thành rồi. Hành vi động vật nhỏ để lại khí vị gì vậy? Tên này chỉ sợ cơ giới Minh Vương cướp thần khí của hắn, nhưng pháp tắc của nước và âm đều không phải là món của người ta, ai mà cướp với ngươi chứ? Băng phong vạn lý. Cho dù là bị đóng băng vẫn trôi nổi ở trong hư không sao? Hắc oa, ngươi thử trong không gian của A Xuẩn có thể phân giải được hay không? Đẳng cấp của nó sau khi thăng cấp có lẽ là có thể thành công. Thử một chút. Hửm, cảm giác có gì đó sai sai. Thành công rồi. Vậy thì ngươi đem ba xà và thần nhiệt đều phân giải ra, đồ để lại trong không gian của A Xuẩn. Cao Bằng, chúng ta tiếp tục ở lại thế giới phản sao, hay là quay về? Quay về đường ban đầu, thế giới phản quá lớn, nếu đi tiếp cũng không phải là điểm cuối. Bên đó có sóng nguyên tố va chạm. Hình như là có bộc phát chiến đấu, không đi xem thử sao. Thế giới đảo ngược, nơi nào đó. Kiện thần khí này đã sinh ra linh trí rồi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta đến hạn chế nó. Ta chỉ nói là cố gắng hết sức. Không thể cố gắng hết sức, phải chắc chắn. Nếu như làm hư chuyện lớn của Điện Hạ, không tha cho ngươi đâu, mạng của các ngươi là do Điện Hạ cứu đấy. Chuyện ta đã đồng ý, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Đừng hòng bỏ chạy, biến lớn. Á? Ừ, xem ta đây. Cái gì? Cái diều này thật đúng là tinh khí nóng này, có lẽ nó cùng họ hoàng với ta. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.